xin uh, mến chào các bạn rất vui được gặp lại các bạn trong uh, video mới nhất của mình hôm nay à, nay mình uh, chia sẻ cho các bạn uh, cái cách mà dạng như là nấu cái uh, sắp lơ các bạn nấu sắp lơ để đánh bóng các bạn nó uh, mình chia sẻ cái cách này dạng như là cái clip này á đáng lẽ là mình chia sẻ trước tết đáng lẽ là mình phải uh, chia sẻ trước tết tại vì uh, trước tết cái công việc của mình nhiều quá đầu, suy si nhiều quá nên mình không làm kịp mình không có thời gian để để ra clip này luôn nếu mà mình chia sẻ cái clip này mà trước tết đó, thì nó sẽ hay hơn hay hơn là dạng như là người ta có thể sử dụng cái cách này để đánh bóng lưu đồng nữa các bạn đó đánh bóng lưu đồng đồ không những đánh bóng xe mà có thể là đánh bóng lưu đồng đó như cái cái màn cá này nè các bạn cái màn cá này là, là cái mang cá này là clip trước đó. clip trước mình có, có, có chia sẻ cái cách đánh bóng của cái mang cá này rồi các bạn à, là cho tới bây giờ nó vẫn còn bóng bình thường nè các bạn mình để dạng như là để bên ngoài luôn á nó mình không có có che ít gì hết trơn trội nhưng mà mình thấy là nó không ra tan nè các bạn đó nó không ra tan nó vẫn mới như vậy nè các bạn nào mà có có chưa có xem cái clip uh, chia sẻ cái cách đánh bóng của cái uh, mang cá này các bạn có thể uh, vô trong vô trong trọng tham uh, khảo lại cái cái cách đánh mình có chia sẻ uh, ở bên cái đó. Rồi nay thì mình chia sẻ cho các bạn là cái cách để nấu gà sắp lơ. Ví dụ mà ví dụ mà các bạn uh, ví dụ mà cái, uh, các, các bạn muốn uh, đánh bóng mà cái đồ nhiều á, mà các bạn có một cục sắp lơ dạng nhỏ xíu à nhỏ xíu mà dạng là không không đủ đánh á, không đủ đánh thì mình sẽ uh, chia sẻ cho các bạn cái cách này là nấu nó, nó hiêm uh, nó sẽ hiêm hiêm sắp lơ gầm mình, mình để uh, nhiều sắp lơ lên để, để, mình đánh đó đây các bạn đây là cái cục sắp uh, sắp lơ này là các bạn cái cục sắp lơ này là dạng như là của đức uh, ví dụ mà các bạn nào mà muốn đánh bóng á, thì nên mua cái cục sắp lơ này nè mua dạng như cái cục màu màu trắng này nè cục của đức thì nó đánh bóng sẽ nó, nó nó bóng hơn còn các bạn mà mua mấy mấy cái cục mà dạng màu xanh lá cây màu xanh dương thì nó dạng không bóng bằng như các bạn mấy cái cục kia thì dạng như là chỉ có nó tầm nó tầm khoảng chừng hai ba hai ba mươi k một một cục rồi các bạn hai ba mươi k một cục rồi còn cái cục này tới hình như một trăm ngàn một cục lần đó một trăm ngàn cục thì hai cái nó nó cũng bằng nhau nhưng mà cái này thì nó tốt hơn loại này thì nó tốt hơn đó ví dụ như là các bạn mà dạng muốn đánh một cái uh, món đồ nào đó nhưng mà các bạn còn sắp lơ phải chừng ít thôi ít hoặc hoặc là ít hơn đại xíu hoặc là cục uh, nhỏ như vậy mà dạng như là dạng như là mình đánh không đủ nên nếu mà đánh không đủ thì mình sẽ uh, mất công chạy đi uh, ra tiệm mình mua thêm cục mới hoặc là nếu mà mình muốn tiết kiệm á, thì mình sẽ nấu như cái cách của mình mình đang chia sẻ nè. Đó, mình chỉ cần là uh, sắp lơ này với lại thêm đàn cày. đèn cày đó, thêm đèn cày xong cái mình uh, nấu ra nha các bạn. Còn cái cái cách nấu thì chút xíu mình chia sẻ sau để mình bây giờ mình chia sẻ thêm mấy cái cái dụng cụ này trước. Đó, uh, này với lại cái đàn cày với lại thêm uh, cát nha các bạn. Cát mà dạng như cát cắn á cát trắng các các bạn phải uh, cho nó 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 các bạn mua cái loại cát trắng mà dạng như là nó mịn như bột luôn các bạn chứ không phải là cát trắng mà nó còn hột hột hộp nhiều bắt buộc phải mịn như bột đó. Đây còn cái đàn cày này các các bạn à, các bạn uh, sử dụng đàn cày này thì các bạn mua màu nào cũng được, màu đỏ màu nào cũng được, miễn là đàn cày thôi. Đó dạng như là cái đàn cày này là nó có tác dụng là mình làm cái chất kết dính đó các bạn kết dính cho cái dính cái sắp lơ với lại uh, cát nó dính vô và cái đèn cày này nó cũng có tác dụng là làm bóng cái uh, bề mặt mà các bạn cần làm cần, cần đánh nó mình uh, sử dụng cách này thì mình uh, tiết kiệm cũng uh, chi phí cũng cũng được lắm các bạn ví dụ một cục sắp lơ đi một cục sắp lơ của các bạn mà ví dụ các bạn nấu uh, nấu ra cũng cỡ là ga cũng được ba bốn cục của các bạn ba bốn cục thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí ví dụ mà mình đánh bóng cái số số lượng nhiều á ví dụ mà mình đánh bóng cái số lượng nhiều thì mình sử dụng cách này cũng được hoặc còn không nữa hoặc là ví dụ mà các bạn có một cục sắp lơ mà ít quá nhỏ quá nhưng mà đánh bóng đồ nó nhiều quá thì mình nên nấu bằng cách này cho nó nó, nó, nó lợi hơn nó mình khỏi cần mua nó là như vậy rồi tới cái cát này nè các bạn này cát thì mình sử dụng cái cát trắng nha các bạn đây cái cát trắng như này nè cái uh, cát trắng này á các bạn uh, mua uh, cũng dễ lắm thí uh, dụ mà các bạn muốn mua lẻ thí dụ mua mua lẻ thì mình sẽ chỉ cho các bạn, bạn mua mà uh, các bạn mua lẻ thì các bạn mua ngang những, những chỗ mà bán cái cát mà để người ta làm bên cái uh, chân hương nữa các bạn nhanh cái đầu, đầu cắm nhang rồi đó đó uh, các bạn mua bên đó cho cho là người ta sẽ bán lẻ còn cái cát này á là dạng như mình mua cái loại mà dạng như cát mịn nhất luôn các bạn này mệnh mà dạng như là bột đó, đó các bạn mới, mới 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 chọn được nha thí dụ mà các bạn mua cũng là cắt trắng đi à, cắt trắng các, các bạn mua đi nhưng mà nó còn hộp này kia nọ là, là cách là cái bạn pha vô không được nha các bạn là pha vô là đánh nó bị chảy liền bắt buộc là mình mua mua là phải cắt này nè cái hộp nó là như bụi á các bạn là cắt này dạng như người ta xay nhuyễn nhuyễn băng luôn á nhuyễn mà dạng như là là nó 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 không còn hộp nữa đó với lại thêm là à với lại thêm một phần nữa mà mình cũng nói cho chia sẻ cho các bạn thêm cái này luôn là bên mình á bên mình là dạng như là bắn cát cho mấy, mấy cục máy cho khách á là sử dụng cát trắng nha các bạn cái, sử dụng cát trắng chứ không phải là chứ không phải là sử dụng các vàng cát xây dựng cát xây dựng cát vàng là không được nha các bạn các xây, cát vàng cát xây dựng là cái hộp nó bự lắm hộp nó bự lắm với lại là nó là lúc mà mình bắn cho người ta bắn cát như người ta là hư cái 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 đầu bò của người ta hết hư cái đầu bò lóc máy đầu của, người ta hết luôn với lại mấy cái cái hộp đó là bắn bắn vô mấy cái uh, những con ốc đó là những con ốc đó là mấy mấy cái xi là nó nó bay hết luôn là bắn xong là phải chừng vài bữa là những con ốc mà dính trên cái đầu bò của các bạn đó là nó đang thui liền nó bị sát liền đó là vậy mình cũng có chia sẻ cái cái cái, cái, cái clip mà mình dạng như là tẩy rửa cái đầu bò các bạn đó các bạn vô đó vô đó tham khảo tại cái này mình mình nói thêm thôi tại vì mình có vô tình xem một cái clip của cái anh kia cũng trên youtube ảnh cũng chia sẻ cái cách mà dạng như là bắn bắn cát cái lốc máy bắn cát cái cái đầu bò các bạn ảnh chia sẻ là chia sẻ về là sai ảnh chia sẻ là dạng như là lấy cát xây dựng ảnh ảnh bắn đâu có được tại vì cái cát đó là không có bắn được mình sử dụng là bắn là bắn cát trắng cho ai mà đi bắn cát đó cát đó nó hộp bự cho bự quá bự nên là bắn hư cái cái xe của người ta hết trơn chọn cát này là dạng như là nó có cát trắng này nè cát trắng này nếu mà các bạn muốn bắn á nó có ba loại để mình chia sẻ luôn à, chia sẻ luôn cho các bạn luôn nó có ba loại là một loại là nó người ta, người ta xài nhuyễn nó nhuyễn băng như hộp bụi như vậy nè các bạn nhuyễn băng luôn nó bụi y như là, là, như bột đó đó là loại nhuyễn đó còn cái loại thứ hai á là dạng như là à, dạng à, dừa dừa đó, còn cái loại thứ ba á, là loại to, loại to không được. Là mình sử dụng cái loại dừa dừa á, mình mới bắn được, cái là sử dụng cái loại hai á. Tại vì à, sử dụng cái loại à, loại bột như như bột này nè là mình hòa vô cái trong nước á, là nó tan hết rồi, à, là bắn không ra các bạn. Đó mình sử dụng cái cái cách đó. Đó bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách nấu ha trước khi mình nấu các bạn làm cho làm dùng cho mình cái này đây các bạn lấy cho mình hai cái hai cái hũ đựng cái, cái cái này trước tại vì mình phải sử dụng thêm thêm cái này nữa đây mình sử dụng thêm cái cái đồ bào này các bạn cái đồ bào này dạng như là nó có thêm một cái đồ mài đó đồ mài ở giữa nè các bạn lấy các bạn mà mài mài đằng cày với lại sắp lơ nó nó hành y về nữa các bạn nó dạng như là mình nấu lúc mà lúc mình nấu cho nó nó hai mình cho ba hướng nó, nó 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 hòa chung đều với nhau nó hòa chung đều với nhau nó 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 mới có, có tác dụng đó mình bào y chang vậy đó cái xong rồi tới cái cái cục sáp lơ thì mình cũng cũng bào y chang vậy các bạn mình bào là chủ, chú yếu là dạng như là cho mấy, mấy cái mấy cái nó nó nó, nó trộn đều với nhau các bạn đó, rồi để để mình bào xong hết cái cái mình quay lại cái mình chia sẻ cho bạn cách nấu nha sau khi mình đã mài xong hết nè các bạn mà mình mài cái đàn cày với lại mài sắp lơ luôn nè các bạn đây sắp lơ mình mình mài bây giờ nè sắp lơ mình mài có chút xíu các bạn à, cũng ít nè nó à, dạng như mình mài vừa, vừa đủ là, là, vừa đủ pha, thôi các bạn đây với lại thêm cát bây giờ mình sẽ uh, chia sẻ cho các bạn là cái cách cái 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 cái, cái tỷ lệ mà mình pha nha cái mình pha để mình mình nấu cho các bạn đây à, trước mắt thì mình à, lấy cái đàn cày trước nè mình, mình mình dùng cái cái muỗng đi mình à, ấy cái tỷ lệ nha các bạn đây à, cái đàn cày thì mình sử dụng cho nó là khoảng 5 muỗng nha các bạn đây à, đàn cày thì à, sử dụng 5 muỗng cái cách này thì dạng như là các bạn nấu các bạn cũng tiết kiệm lắm đây à, tiết kiệm được chi phí này kia nọ thí dụ mà dạng như mình làm ít mà cái sáp lơ mình hết á, sáp lơ mình hết thì mình sử dụng cách này cũng ổn lắm các bạn. hoặc là nhiều đồ, nhiều đồ thì mình sử dụng cách này mình tiết kiệm được chi phí. đây năm uh, năm uh, đèn cày rồi sáp lơ thì mình sử dụng là ba uh, nha các bạn, 3 sáp lơ mình sử dụng uh, 3 mũ, đó sáp lơ mình uh, sử dụng cho nó 3 mũ kê okay, còn còn bên cát đó các bạn cát thì cát thì các bạn sử dụng hai muỗng nha các bạn cát thì các bạn sử dụng cho nó hai muỗng đây các những băng nè những băng như hộp bụi luôn tại chủ yếu là mình mài các bạn mài cái này á, chủ yếu là dạng như là cho mấy cái này nó trộn chung đều với nhau các bạn cho nó đều với nhau hết đều với nhau hết là các bạn nấu lên là nó sẽ đều đều nó có tác dụng nó, nó ok hơn đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy bếp ga ra mình nấu cho cho các bạn xem. Đây trước khi nấu thì mình cũng trộn đi về các bạn, trộn trước nữa. Mình trộn cho nó mấy cái này cho nó đều lại với nhau hết trơn cho mình nấu cho nó dễ hơn. Rồi, để mình lấy cái bếp ga mình nấu. Sau khi mình nấu xong rồi các bạn, nấu xong thì nó sẽ lỏng y chang về nữa các bạn. Nó lỏng y chang về thì mình sẽ bây giờ mình sẽ lấy một cái cái hũ hũ nhựa các bạn. Đây mình tắt bếp mình tắt bếp mình lấy cái 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 hũ nhựa như này các bạn. Hũ nhựa này nè, mình lúc mà mình đổ vô, mình đổ vô xong rồi lúc mà nó khô các bạn uh, chút nó ra cái là nó ra thành một cục à, nó rất là dễ các bạn. Đây mình ví dụ các bạn nấu nhiều thì sử dụng cái 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 hũ, hũ nhựa loại lớn. Đây mình chia sẻ thì mình mình nấu ít nên mình sử dụng cái hũ nhỏ này. Đây mình chế vô mình chế vô thì tầm khoảng mình để bên ngoài mình để bên ngoài tầm khoảng 15-20 phút là nó sẽ đặt hoàn toàn nó đặt hoàn toàn thì các bạn lúc đó là các bạn lấy ra là các bạn sử dụng đây để bây giờ mình sẽ chế vô đi mình chế vô xong rồi mình uh, cho nó đặt đi mình chờ cho chờ cho nó đặt xong cái mình uh, quay lại mình quay lại cái mình uh, đánh bóng cho các bạn xem nha trong khi uh, chờ đợi cái cái uh, cục sáp lơ đó nó 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 đặt lại thì bây giờ mình sẽ uh, lấy cái giấy nhám này các bạn đây cái giấy cái nhám b 1000 nè này mình mình sẽ phá cái cái một khúc ngay ngay chân đây đây mình sẽ phá cái cái lớp bóng này của cái mang cá này nó dạng như là mình mình phá xong một chút xíu để mình đánh bóng cho nó, nó cho các bạn thấy cho nó rõ đó, đó. bây giờ mình sẽ dùng giấy giấy nhám mình sẽ chà cho nó nó mất cái lớp bóng của cái mang cá này cái clip mà dạng như là đánh bóng mà, mang cá này á mình cũng có chia sẻ uh, chi tiết uh, các bạn nào mà chưa có có xem á chưa, chưa có khám, ha, vô vô xem tham khảo cũng được. Đó. Uh, bên đó thì mình dạng như là chi tiết hơn. nó còn mà bên đây thì uh, còn cái clip này thì dạng như mình chỉ có chia sẻ cái uh, cách mà dạng như nấu cái cục sắp lơ thôi. Đó bây giờ mình sẽ nè, mình trà cho nó nhám nè các bạn. Đó, nó nhám cho cho nó nó lúc mình đánh bóng cho các bạn cho dễ thấy. Rồi, bây giờ mình sẽ uh, đánh bóng cho các bạn xem. rồi sau khi mình đã, nó đặt rồi nè các bạn đây à, cục sắp lơ mình để hôm đây để khoảng chừng 15 20 phút rồi các bạn đây lúc mình lấy ra cũng dễ lắm các bạn mà khi giờ mà các bạn làm hũ lớn thì thì các bạn cũng chọn hũ này nè đây các bạn lật ấp xuống các bạn gõ cái lỡ gà nó ra như cục xà bông thấy không các bạn đó bây giờ là mình chỉ có việc là mình sử dụng thôi nè đặt cứng ngắc luôn đó các bạn mình để thời, thời gian khoảng chừng tầm khoảng chừng 15 20 phút rồi các bạn 15 20 phút là đặt cứng ngắc à đó nãy mình lấy cục sắp lơ này nhỏ xíu và mình lấy phải chừng mình cạo ra mình mình mài các bạn. Đó, mình mài mình mài ra xong cái mình nấu như vậy nè. Rất là tiết kiệm được rất là nhiều nha các bạn. Đôi khi là mình nấu như vậy một cục sắp lơ mình có ra được 3 hoặc 4 cục đó các bạn. Đó bây giờ mình sẽ đánh bóng cho các bạn xem nha. Với lại mình cũng nói thêm cái 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 này các bạn. Đây, mình là mình sử dụng cái nỉ mới luôn nè các bạn đó cái nỉ mới luôn chưa không mình không có sử dụng cái nỉ cũ Nên mình sử dụng cái nỉ cũ á, là dạng như đây cái cái nỉ cũ này cái nỉ cũ này á, là dạng như là cái sắp lơ hoặc là cái kèm uh, đánh bóng á. bên trong này nó định vẫn còn dính ở đây ví dụ mà mình lấy cái cái này đánh cho các bạn xem thì các bạn có nhiều bạn là không, không, không biết á. dạng cứ nói mình ừ lấy cái này nó đã dính sẵn rồi bây giờ nó mua bóng bây giờ mình sẽ lấy cái nỉ mới luôn nếu nỉ mới đánh bóng cho các bạn luôn rồi bây giờ mình sẽ đánh bóng cho các bạn xem nha các bạn. Rồi bây giờ cái cái cái, cái máy mài này thì dạng như là mình cũng chỉnh dẫn cái, cái cái dẫn tóc cho nó 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 nhẹ hơn nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó dẫn tóc nó nhẹ không? Là cái clip mà chia sẻ mà giảm tóc của cái máy mài á, mình cũng có làm luôn rồi Các bạn có gì tham khảo cái clip đó nha. Cái clip giảm tóc mà của máy mài. Có gì các bạn tham khảo. Còn bây giờ mình sẽ đánh bóng cho các bạn xem đó bây giờ vẫn đánh như thường lệ mình chỉnh cái dẫn tóc của cái máy mài vừa thôi vừa phải thôi là mình à, là mình đánh là các bạn đó như vậy nó cũng à, đánh nó cũng cũng bóng lắm các bạn à, mình dùng cách này thì mình cũng tiết kiệm được cái chi phí đó các bạn đó, tiết kiệm được chi phí hoặc là mình đánh những cái vật nào mà dạng như là nó nhiều nhiều mà mình còn có chút xíu sắp lơ đó mình nấu cách này nấu cách này thì dạng như là ít tốn kém đó các bạn đó các bạn thấy nó cũng lên lên nước không? Đó như vậy, mình bóng cũng như vậy thôi. Đó, mình à, lúc mình đánh xong đó các bạn, đánh xong đó thì mình à, cũng à, lấy cái cái à, giấy khô mình lau lại các bạn. Mà mình lau lại là nó 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 cho nó mất cái à, mấy cái à, Sắp lơ cho, cho nó cho nó mất hết. Đó, mình lau lại. Mình lau lại cho nó sạch thôi sau khi mình đã dùng cái khăn giấy khô mình lao lại xong hết nè các bạn đó cũng bóng như như là mình mình đánh cái sắp lơ thông thường đó các bạn đó ngay khu khúc này nè các bạn đó nhìn thấy rất là bóng ha các bạn thí dụ mà các bạn mà nếu mà muốn cách nấu như vậy thì các bạn làm cách như vậy thì nó nó sẽ uh, tiết kiệm được chi phí hơn như này như các bạn nhìn cục sắp lơ nè nó ít xỉn nè đó vậy như là mình lấy có chút chút xíu mà mình đánh được như đây nè với lại cái này cái quan trọng của cái này quan trọng cái cách nấu của cái này là dạng như là các bạn mà dùng cát cát mà bắt buộc phải phải nhuyễn nha nhuyễn băng luôn nhuyễn như là bụi luôn á đó các bạn mới làm được chứ mà dạng như cát mà không có nhuyễn là các bạn là không làm được đâu đó bởi vậy các bạn lưu ý dùm cái, cái 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 điểm đó nha đó các bạn nhìn bóng không cái cách này thì dạng như là mấy bạn nào mà muốn đánh đồ ở nhà này kia nọ thì mình sử dụng cái này cũng ok lắm nó với lại nay cũng đầu năm mới mình xin chúc tất cả các bạn ở dạng sự như ý an khang hình dưỡng đó mình xin kết thúc clip tại đây và mình xin chúc các bạn thành công Rồi mình xin cảm ơn các bạn